Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 2 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 15 tóc căng Plan đến từ dự án Plan Swap. Thì các bạn nào có làm dự án này thì các bạn cần KIC để chương trình AirDrop nó limit 20.000 người nha các bạn. Thì để KIC được thì các bạn đăng nhập vào trong web của tất cả các bạn nha bạn. Thì bạn bấm vào ba gạch cùng nữa. Các bạn bấm vào một bộ profile của tất cả các bạn. Các bạn update bộ profile của mình nha bạn. Dòng đầu thì address thì địa chỉ nữa. Các bạn sống ở đâu thì các bạn điền ở đó các bạn. Rồi đây thì quốc gia các bạn chọn Việt Nam mình nha các bạn. Ui tài sống ở Việt Nam tài. Có chứ. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với address này thì các bạn dùng địa chỉ Google nha bạn, chạy trên nền tảng của Canano. Thì mình có cái video hướng dẫn các bạn tạo ví Google chạy lưu trữ những đồng coi chạy nền tảng của ADA đó các bạn. Rồi các bạn khi các bạn đăng nhập vào ví thì các bạn nhấp vào một ADA này các bạn. Rồi các bạn bấm vào một reset nè. Các bạn copy địa chỉ giúp này giúp mình các bạn. Rồi sau đó các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm nút update nè bạn. Rồi đây hiện lên màu xanh là update thành công các bạn. Đây thì các bạn chọn ảnh avatar của mình nè các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào một cây C này các bạn. Rồi xong đầu tiên phút name, last name thì các bạn ghi họ và tên các bạn nha bạn. Ghi họ và tên trùng với giấy chứng minh nhân dân của bạn. Tiếp tục thì birthday thì ngày tháng năm sinh các bạn. Các bạn sinh ngày mấy tháng mấy các bạn ghi vào các bạn. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1991 rồi. Các bạn nhấp vào ngày tháng năm của bạn các bạn. Rồi cái đây thì ngày 22 tháng 6. Rồi bạn bấm đặt nè bạn. Rồi địa chỉ address là cái địa chỉ của mình nè bạn. Bạn sống đâu bạn điền vào đó các bạn. Rồi nơi quốc gia thì Việt Nam. Sau đó thì cái địa chỉ với Anado này thì các bạn cũng lấy địa chỉ với Google của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nè. Đây thì số ID card các bạn ba hình thức. ID card bạn lái xe giúp bo các bạn chọn ID card nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập số chứng minh nhân dân của tất cả các bạn có 9 số ở trên ID card. Rồi các bạn tải lên một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước nè, và một giấy chứng minh nhân dân mặt sau nè, và một bức ảnh cầm một tờ giấy ghi chữ Plan Swap, tên name của bạn và địa chỉ email của các bạn và ngày tháng KIC cho tất cả các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào verify là xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn KIC nhận 15 token Plan đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.